Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn tham khảo kết quả quay thử xổ số Đài Miền Trung hôm nay, thứ sáu ngày 22 tháng 1 năm 2021. Xổ số Miền Trung hôm nay có hai đài, Đài Gia Lai và Đài Ninh Thuận. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn. Kết quả quay thử xổ số Đài Miền Trung: giải 8 Đài Gia Lai 63, Đài Ninh Thuận 58, giải 7 Đài Gia Lai 642, Đài Ninh Thuận 004. Chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn. Các bạn xem video hãy ủng hộ miễn phí cho kênh một like và một đăng ký kênh. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.